Hello, hello mấy bạn ơi, hôm nay mình nhận được lộc từ thầy nè. Bây giờ mình sẽ khui cho mấy bạn xem mình nhận được cái gì nhé. Rồi mấy bạn coi hôm nay mình sẽ nhận được cái gì từ thầy nghe. Một cái thùng to bự từ châu đốc đó. Wow, gói rất là kỹ nha. Hợp quá, hồi hộp quá. Mọi người ơi, xinh chưa? Biết ơn thầy nha. Hello mọi người, ngoài hai cái tranh thư pháp ra là còn quyển sách nữa nha. Ta-da, biết ơn thầy.